Cánh cửa đã bị khóa. Chúng tôi đã đợi anh đấy. Tránh đường tôi ra. Cách giải quyết của ngươi thật đáng kinh ngạc. Ngay cả khi tất cả mọi thứ đều là sai lầm, không một ai có thể thay đổi định mệnh của họ đâu. Cờ ra tốt, chị em chúng tôi là người nắm giữ tất cả số phận của bọn họ. Là do ta là người đã định rằng thai thần sẽ thua trong trận chiến vĩ đại. Và ta là người đã cho phép ngươi tới được xa thế này. Định mệnh của anh không phải là để giết giúp đâu. Bà sẽ không thể kiểm soát định mệnh của tôi nữa đâu. Ta thấy rằng Gaia đã rót vào tai ngươi toàn sự giả dối của bà ta. Tôi cảnh báo bà, hãy để tôi đi qua. Ngươi luôn làm chúng ta thích thú đấy, cờ ra tốt. Nhưng giờ ngươi chỉ là người. Sẽ không có sức mạnh đỉnh cao nào hơn chị em nhà Phết đâu. Nếu ngươi thách thức bọn ta, ngươi sẽ chết. Ah!
ngươi không được thách thức số phận cờ ra tốt. Bọn ta là những người dệt nên các sự kiện trong đời của ngươi. Và giờ cái cuộc sống đó phải kết thúc. Bọn ta kiểm soát định mệnh của anh, đồ con người ngu ngốc. Bọn ta chính là những người đã thêu dệt lên các chuỗi sự kiện trong đời của ngươi. Bọn ta còn có thể kết thúc được cả cái mạng của ngươi đấy, hoặc cho phép ngươi được giữ mạng. Tìm kiếm trong ký ức đi cờ ra tốt. Thanh gươm mà ngươi đang đứng trên đó, nó đã mang cho ngươi chiến thắng chống lại được Ares. Nếu không có nó, ngươi đã là ngươi phải chết vào hôm đó, không phải Ares. Chúng ta đã thay đổi quá khứ của ngươi và đặt cho ngươi một tương lai. Đấy chính là sức mạnh của chị em nhà Quế. Ta không cợt nhã với ngươi nữa, cờ ra tốt. Sức mạnh này không phải là để dành cho một người như ngươi.
tất cả những người tham gia cuộc chiến giữa những thai thần và sự thịnh nộ của Olympus. Một linh hồn đơn độc đang khảo sát sự thức tỉnh của Karnak mà nó đang vây xung quanh anh ta. Ba nhà du hành đang đi tới một con đường định mệnh vô định. Do những sợi chỉ sinh mệnh của ta mà tất cả những sự sống được sinh ra. Ngươi không được gian dối với định mệnh cờ ra tốt. Ngươi sẽ phá hủy tất cả mọi thứ mất.
ngươi sẽ không bao giờ được điều khiển định mệnh của mình đâu. Cờ ra tốt. Cờ lô thần đã dệt những đường chỉ của sự sống cho từng con người, từng vị thần và từng thai thần một. Hãy tìm sợi chỉ của anh, và anh có thể kiểm soát được chiếc gương của chị em nhà Phết, sức mạnh nguyên gốc của họ, và dùng chúng để tới cánh cổng trở về khoảng thời gian mà Giúp đã phản bội anh. Ngươi không được du hành qua cái gương của định mệnh. Ngươi đang sử dụng một sức mạnh mà ngươi không hiểu về nó đấy. Sức mạnh này không bao giờ là để dành cho bàn tay của con người.
sẽ không bao giờ kiểm soát được sợi chỉ định mệnh của mình đâu, cờ ra tốt.
Sức mạnh của chị em Phết ở bên trong tấm gương vĩ đại đó. Hãy tìm sợi chỉ của mình, và anh có thể kiểm soát được chiếc gương và sử dụng chúng như một cổng đi để trở về thời gian mà Dúc đã phản bội lại anh. Ngay cả bây giờ khi ngươi đang rút hơi thở cuối cùng mà ngươi vẫn tiếp tục thách thức ta sao? Không quan trọng. Sao cơ? Làm sao có thể như thế? Chị em nhà Phết đã giúp đỡ ngươi sao? Thật không ngờ đấy. Chị em họ chết rồi. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Một sai lầm ta đã không có ý định lặp lại. Giờ ta cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của vị thần là sao.
mạnh của ngươi là không tương xứng với ta. Tôi đến để giúp ông đây. Tôi sẽ không để ông hủy diệt sợ pha ta. Hãy để cơn giận dữ của hai thần nhuốm đầy song đao của anh đi cờ ra tốt. Sức mạnh của ngươi là không tương xứng với ta. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tôi bảo với ông là tôi sẽ trả ông những gì ông đã gây ra mà. Ta không giận với ngươi nữa, cờ ra tốt. Tôi hạ vũ khí của mình xuống đây giúp. Giải thoát cho tôi khỏi sự tra tấn của cuộc đời tôi đi. Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi cuộc sống của ngươi, con trai. Nhưng sự tra tấn của ngươi chỉ mới là bắt đầu thôi. Anh không được làm việc đó, cờ ra tốt. Cô dám chống đối lại tôi sao, Athena? Tôi không muốn đánh nhau với anh, cờ ra tốt. Nhưng tôi phải bảo vệ Olympus. Hãy biết điều này, con trai. Ngươi vừa bắt đầu một cuộc chiến mà ngươi không thể nào thắng được đâu. Định mệnh đã đặt sẵn ta là kẻ chiến thắng rồi. Không, cờ ra tốt. Dừng lại, Athena, không. Tại sao cô lại hy sinh bản thân mình chứ? Để cứu Olympus. Tôi không đi tìm sự hủy diệt của đỉnh Olympus, chỉ giúp mà thôi. Giúp là Olympus. Ông ta tự mang điều đó lên bản thân mình mà thôi. Bởi vì ông ta sợ cờ ra tốt. Một nỗi sợ được cảm nhận từ cha của ông ta, cờ Ronus. Một nỗi sợ về một trận chiến vĩ đại không tồn tại. Một nỗi sợ mà dẫn giúp đến mức phải giết anh. Con trai duy nhất của ông ta. Con trai nào đấy? Cũng như giúp đã bắt buộc phải giết chết cha của ông ta, cờ Ronus. Anh cũng bắt buộc phải làm điều tương tự như vậy.
Không một đứa con trai nào nên đi giết chính cha của mình cả. Không, tôi làm gì có bố. Mọi vị thần cũng từ chối anh cờ ra tốt. Họ bảo vệ cho Zeus. Zeus phải sống để đỉnh Olympus có được ưu thế. Nếu tất cả đỉnh Olympus từ chối sự báo thù của tôi, vậy thì tất cả Olympus sẽ phải chết. Tôi đã sống trong cái bóng của các vị thần đủ lâu rồi. Đã tới lúc kết thúc thời của các vị thần rồi. Hãy nhớ, cờ ra tốt. Anh có sức mạnh để tự mình kiểm soát thời gian. Chúng tôi đang chờ đợi anh đấy, bóng ma của Spartan. Các vị thần giờ đã vượt quá ngưỡng sức mạnh để chúng tôi giờ có thể đại bại họ rồi. Tất cả đỉnh Olympus run rẩy trước cái tên của tôi. Zeus đã yếu đi rồi. Ares và Athena giờ đã chết và tôi có thanh gươm đó. Chúng ta có thể thắng trận chiến vĩ đại này, nhưng không phải trong khoảng thời gian này. Cùng nhau, chúng ta có thể phá hủy bọn thần nhỏ mọn đó và chúng ta sẽ đập nát đỉnh Olympus trước mắt chúng ta. Đi với tôi nào Gaia, trở về thời gian của tôi nào, chiến thắng đang chờ đấy. Chúng ta đang phải đối mặt với điều tồi tệ hơn là chỉ một con người bị sa ngã. Nhưng chúng ta là những vị thần. Chúng ta được con người thờ cúng. Chúng ta là người thống trị toàn bộ mảnh đất này. Chúng ta
sẽ không bị quét sang một bên bởi một kẻ ngu ngốc nào đó. Những người anh em, hãy bỏ qua những thù hận mà đã chia rẽ chúng ta quá lâu nay đi. Chúng ta cần phải đoàn kết. Chúng ta sẽ đứng lên vì nhau, và tôi sẽ quét sạch tai họa này đi. Olympus phải có được ưu thế. Con trai của ông trở lại rồi đây. Tôi có mang đến sự hủy diệt tới đỉnh Olympus này. Cái kết cho sự mở đầu.